chọn vô cùng đắt giá. Đây là em đầm được may bằng chất liệu vải blend Ý cao cấp với đặc tính đấy chính là co giãn, mềm mại, tuy nhiên vẫn sẽ giữ được một cái form váy cực kỳ là đẹp luôn. Gam màu vàng tươi, nổi bật và rất là tôn làn da trắng sáng của chúng ta. Điểm nhấn của em đầm này đấy chính là một bông hoa được tạo hình và cắt ghép thủ công, có đính thêm với những cái hạt pha lê trên từng cánh hoa để tạo nên sự quyến rũ, tạo nên sự quyền lực và đẳng cấp cho chiếc váy của chúng ta. Thiết kế lệch vai sẽ có thể khoe khéo ra được bờ xương quai xanh của mình và từ đó phong người của các chị sẽ được trở nên mi nhon hơn rất là nhiều. Phần thiết kế phần eo sẽ có xếp bèo như thế này để có thể làm che đi cái phần vòng hai chưa có được thon gọn, và thiết kế dáng ôm bút chì sẽ có thể làm cho đường cong cơ thể của chúng ta được tôn lên một cách tốt nhất và quyến rũ nhất, đúng không ạ? Nhìn về tổng thể thì đây là một em đầm vô cùng thanh lịch, trang nhã nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Chúng ta có thể là đồng hành cùng với em đầm này trong bất kỳ nơi đâu và bất kỳ mọi sự kiện nào nhé. Các chị em ơi, nếu như mình yêu mến gam màu vàng tươi vô cùng bắt mắt này thì chúng ta hãy có thể dành ra chút thời gian của mình để ghé thăm các cơ sở của Melia ở tại Hà Nội, Hải Phòng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc nếu như mà chúng ta không có sắp xếp được thời gian thì một chính sách mua hàng online vô cùng là ưu đãi của Melia vẫn đang chờ đón các chị. Các chị được miễn phí ship và đặc biệt được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé.